Kinh hoàng thang máy chung cư gặp lỗi khiến ai nấy nhìn mà rén ngang. Theo đó, cánh cửa thang máy như đang giận dỗi nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Cứ sau mỗi nhịp là lại va đập vào nhau đùng đùng đều đặn như máy ép thủy lực đang hoạt động hết công suất, khiến nhiều người đi ngang cũng phải ớn lạnh cả sống lưng. Một số người còn cho rằng đây là quỷ môn quan dẫn lối vào địa ngục, chứ không phải cánh cửa dẫn vào thang máy để đi xuống đi lên các tầng khác. Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, đây là tình trạng lỗi tiếp điểm cửa của thang máy, khiến hai cánh cửa gặp phải sự cố liên tục đóng mở mất kiểm soát và va đập vào nhau gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Thế nên các chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại có thang máy cần được kiểm tra, kiểm định và bảo trì thường xuyên để tránh gặp phải các lỗi tương tự, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân, người sử dụng dịch vụ. Một số ý kiến khác được mọi người để lại. Ai lóng nga lóng ngóng bước vô thang máy cái là giác ngộ liền. Chắc do tháng này thang máy không được trả lương ấy mà. Mở cửa thang máy còn hơn mở cửa mã nữa trời. Thang máy gì mà cọc quá vậy? Thì ra cửa thang máy cũng đến ngày khó ở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ba.